Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh youtube của Tokyo Online Và hôm nay thì cậu bạn sẽ giới thiệu anh em một con game uh, mobile mới ra mắt ở trên Android thôi Có tên gọi là FOG uh, đây, uh, uh, đây, uh, 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 đây là một con game Battle Royale Như anh em đã thấy trong mình, uh, thì ban đầu này mình sẽ chọn là Game để cho chúng ta sẽ chọn một số nhân vật như kiểu Roger, Inquisitor, Sister, Bounty Hunter Mỗi lớp nhân vật thì sẽ có những kỹ năng riêng Đây là một con game Battle Royale nha anh em Kiểu game chạy bo Nhưng mà nó sẽ thay vì anh em dùng súng uh, các thứ thì chúng ta sẽ có dùng uh, những cái vũ khí đánh như kiểu là kiếm, thương, cung các thứ này nọ và uh, nhân vật nó sẽ khi kỹ năng riêng. Nó đại loại là anh em cứ hiểu cái game này nó kết hợp như kiểu giữa um, uh, game mobile và game Battle Royale ấy. Đấy. Thì thật ra thì ở trên thế giới thì những cái game dạng kết hợp này thì nó cũng có rồi. Trước đây cũng có rất là nhiều rồi và cái con uh, FOG này thì là một con game mới, mới ra mắt ở trên uh, Android và bạn đã thấy trên hình đây là mình đang ở trong cái phần gọi là hướng dẫn uh, hướng dẫn tân thủ là chúng ta sẽ học cách uh, uh, di chuyển và chiến đấu. Đó, game này thì chiến đấu nó sẽ có cái điều hướng nha các bạn. Các bạn uh, đánh thì sẽ phải điều hướng. Đấy. Uh, và mình thấy là về cơ bản thì cái điều hướng của game này nó hơi bị khó một chút. Các bạn sẽ phải chơi uh, lâu lâu để có thể làm quen. Ở đây thì mình đang chơi bằng uh, iOS, anh em hoàn toàn có thể chơi bằng uh, game này nó ra mắt cả trên Android và iOS nha em các bạn à, nó đang ra mắt ở thị trường đông nam á ở đây là cái phần uh, hướng dẫn cơ bản ở game này thì các bạn cũng thể nhặt nhặt những cái món trang bị đấy xong rồi cũng uh, chạy bo nhưng mà các bạn sẽ phải chiến đấu và một cái map ở trong game này nó sẽ tối đa là 30 người thôi nó chỉ có 30 người thôi chứ không phải nó như 100 người như kiểu ở trên như PUBG đó các bạn phải điều hướng nhá không là đánh sẽ đánh trượt này đánh nó đánh hơi khó một chút đối với những bạn đánh đánh tầm xa thì rất là khó đánh cận chiến thì mình không nói nhưng mà đánh tầm xa thì như mình đang cầm cung này này chúng ta sẽ rất nhiều loại vũ khí nhá anh em thể nhặt đổi vũ khí ở trong game à, mình cầm cung này thì nó rất là khó luôn nó không tự chọn mục tiêu mà mình một là dí gần hay là bắn xa thì phải điều hướng nó nó hơi khó một chút ờ, cái thể loại mà MOBA kết hợp với battle royale thì bao giờ nó cũng rất là khó ở cái phần gọi là điều hướng định hướng ấy cả định hướng kỹ năng cũng như là định hướng đánh thường thì cái game này phần điều khiển là uh, bên trái là các bạn dùng analog để di chuyển bên phải là dùng các cái phím chức năng À, dùng phím kỹ năng này, đây các bạn thấy là đôi khi nó bị uh, lặp nút đấy, lặp cái nút di chuyển vào đôi khi cái nút di chuyển này các bạn để bình thường nó chỉ nửa màn hình bên trái đâu, nhưng cái này nó bị nó kiểu hơi hơi lỗ một tí, đấy các bạn có thể ăn máu này, rồi đánh này, mình đang cầm cung, hiện tại là phần hướng dẫn đây các bạn thể nhặt những món trang bị, trang bị trong game này nó chia uh, như kiểu uh, đây nó có trắng này, xanh lá, xanh dương, uh, vàng và cam nó nói chia phẩm chất thì các bạn để hình dung ra được cái như kiểu level đồ level ấy thì cái đồ cam là cao nhất rồi đến đồ vàng rồi đến xanh uh, dương, xanh lá, rồi trắng đây mình có thể nhặt những cái món đồ này và nó sẽ tăng cái sức um, chiến đấu của mình rồi mình, mình sẽ tiếp tục gọi là phần hướng dẫn ở đây chúng ta sẽ mở ra các kỹ năng chúng ta sẽ có một cái skin lướt rồi các cái um, chiêu và các bạn để dùng ở đây, đây mình đang dùng cái lưỡi hái này Đấy, chiêu nhân vật riêng mà là những cái vũ khí để đánh riêng nha các bạn. Mỗi nhân game này thì có khá là nhiều nhân vật thì mỗi nhân vật thì nó có những cái uh, bộ kỹ năng riêng Thế sau này các bạn có thể lựa chọn nhân vật rồi vào thi đấu. Đây chúng ta sẽ có đây giao diện chính của game này chúng ta sẽ có phần đây là phần trang bị này, trang bị cơ bản ở đây là phần class. Chúng ta đang có hiện tại ở trong phiên bản này thì chúng ta sẽ chỉ có khoảng 8 lớp 8 nhân 8 nhân vật thôi. Mỗi nhân vật thì có 3 kỹ năng. Đấy để các bạn hình dung đây là cái phần trang bị cơ bản này, à, cho anh em xem lại phần uh, các cái lớp nhân vật. ở đây thì mình đây cái phần hướng dẫn là chúng ta có phần điều khiển này, uh, tấn công này, uh, lút đồ này, chiến đấu. đây là những cái đặc và chạy bo. đây là những cái đặc trưng của cái game uh, FLG này. Và các bạn thấy đấy là đây mình sẽ đi um, thi đấu nhá. Ở hiện tại thì game mới chỉ có duy nhất là chế độ Battle Royale thôi và mình sẽ um, thi đấu cùng 30 người khác. Và các bạn không phải nhảy dù xuống nhá mà các bạn sẽ chọn cái địa điểm mà các bạn uh, bắt đầu. Ở đây ví dụ chúng ta có 3 địa điểm thì các bạn có thể chọn địa điểm. Tất cả người chơi sẽ chọn địa điểm và uh, các bạn có khoảng uh, 15 giây để chạy khỏi cái vòng các bạn chọn địa điểm và bắt đầu uh, các bạn có thể đánh quái này hoặc là mở hòm để nhặt đồ đây mình đi đánh quái này đánh quái thì các bạn sẽ nhặt được những cái vật phẩm như kiểu bình máu này bình tăng tốc rồi cạm bẫy này nọ đây mình ôi hên ấy. đấy với đánh quái rớt ra được cái cánh màu vàng luôn wow ra đỏ chúng ta sẽ có ba cái vật phẩm sáu vật sáu vật phẩm sáu cái trang bị để có thể uh... đây mình đánh này, đánh nhau đã mình đang cầm uh, lưỡi hái này nói chung là tôi thấy cái game này cầm đồ cận chiến thì nó sẽ dễ thao tác hơn nhưng mà đồ, đồ, đồ tầm xa thì các bạn có thể hit and run được nếu mà đánh đánh thao tác quen thì đánh hit and run rất là khó chịu luôn ờ, nó xa nó đánh khó bởi vì các bạn phải điều hướng mà mình nhặt được một số vật phẩm này như bình máu này Đấy, ngoài sử dụng bình máu thì các bạn có thêm một cái cái hai cái hình biểu tượng dấu cộng cộng để là để hồi máu ấy thì các bạn sẽ um, dùng lửa chạy các bạn đứng xung quanh lửa chạy để các bạn để hồi máu nhưng mà nó hơi lâu một chút đánh quái nó cũng rớt máu thôi để giúp bạn hồi máu này. Ở game này lúc mà nó khác với một số con game MOBA kết hợp với Battle Royale mình từng chơi ấy là ví dụ vào trong game này các bạn có thể đánh quái lên level để nâng cấp kỹ năng. thì con game này nó không, game này nó chủ yếu là nó không có level, các bạn đánh quái chủ yếu là để chỉ để làm uh, có đồ hoặc là rơi vật phẩm thôi, hoặc là để hồi máu các thứ này nọ thôi chứ còn nó không có tác dụng là lên level để các anh em nâng cấp kỹ năng như kiểu game mobile thực thụ anh em đã chơi game mobile thì biết là chúng ta sẽ có level đây điều hướng kỹ năng này Đấy, mình đang chơi class hunter thì nó là một cái class mà đánh xa các cái bộ chiêu nó rất là khó chịu một cái chiêu là ném lựu đạn một cái chiêu là gây slow để hit and run một cái chiêu là bắn liên tục nói chung là con hunter mình thấy là khá là mạnh này đây, mình sẽ dùng cung nhá để cho nó hợp bởi vì mỗi mình nói là mỗi nhân vật nó có bộ kỹ năng riêng và nó sẽ phù hợp với từng loại vũ khí mà anh em cầm ví dụ có những cái bộ kỹ năng thiên về cận chiến thì các bạn cầm cung nó hơi bị phế vật ấy. đấy thì mình cũng gợi ý thế còn tất nhiên là chúng ta sẽ cứ trải nghiệm đánh vài trận là nó sẽ quen đây đấy, cái game này thì các bạn có thể núp bụi được nhá nó sẽ tạo ẩn ẩn thân luôn như kiểu là anh em chơi um, liên minh hay liên quân ấy đấy, chúng ta đang khu vực cầu này mỗi trận đấu của cái game này nó diễn ra tốc độ khá nhanh thôi bởi vì chúng ta chỉ có 30 người chơi và Uh, map tuy rộng nhưng mà nó cũng giới, giới hạn cái vòng bo ngay từ đầu rồi đấy tức là không phải là anh em nhảy dù xuống cái map rồi nó mới thu nhỏ lần lại đâu mà là chúng ta phải uh, ngay từ ban đầu là cái vòng bo đã thu, thu nhỏ lại rồi rồi bây giờ mình sẽ đây game nó cũng có cái bot đấy Bóp ở trên cái map này các bạn đánh bóp thì sẽ rớt, chắc chắn là sẽ rớt những cái đồ xịn rồi Mình sẽ đánh thử nhá Đang đánh bóp này mà có thằng nào mà... Ê, rớt được mấy cái đồ đồ cam này Được cái nỏ cam này Đấy đồ cam là đồ cao nhất luôn Đấy, Rất là hên Đấy, Game này thì nó cũng gọi là phụ thuộc nhân phẩm một chút Đôi khi là các bạn dơ, chọn vào cái uh, địa hình nó xấu này rồi uh, Uh, mở hòm ra mấy cái đón đồ cùi cùi thì cũng rất là đen có cái cung cam này có cái nỏ chính xác là cái nỏ nuôi như vậy là mình đã có thấy kiếm này thương này nỏ này cung này uh, có cả trượng nữa trượng này đánh phép nữa đó rất là đa dạng vũ khí có một số trò ấy thì khi nhập vũ khí thì nó sẽ uh, kỹ năng nó sẽ vũ khí nhưng mà game này thì là kỹ năng nó theo nhân vật chủ yếu là anh em sẽ chọn nhân vật từ ban đầu thôi còn vũ khí nó chỉ là cái động tác các bạn đánh thôi Đấy, uh, vũ khí đánh tầm xa đánh tầm gần rồi là đánh phép thế thôi chứ nó không ảnh hưởng đến bộ kỹ năng gì cả đây có đường này Đấy, đánh xa nó rất là khó nó phải điều hướng hoặc là các bạn để đứng gần để nó bắn thôi Đấy, đánh đánh kiểu hit and run như mình này à, nhận được cái đi... à, thằng này cầm diều vàng thôi mình chơi nỏ đang có đồ cam mà đồ cam là mạnh nhất Hãy các bạn để thả uh, lửa chạy để hồi máu đứng cân và nó sẽ có thời gian hồi vòng bò có thu hợp rất nhanh nhé, một cái trận đấu mình nghĩ cái game này nó diễn ra nhanh lắm tầm uh, 50 phút là hết rồi á rồi, à, đánh đánh này game này nó chỉ mình thấy là cái phần điều khiển nó hơi khó chịu một tí thôi nhưng cái con hunter nó mạnh thật đấy bật cái chiêu um, hình màu tím kìa bắn liên tục kìa bắn rất là thấm luôn đồ mà các bạn các bạn mạnh ấy bắn một tí là chết rồi uh, game này cái chế độ chơi mình thì hình như là có ghép team đấy nhưng mà tôi cũng chưa tìm hiểu được bởi vì cái giáo nó nói chung là game mới ra mà nó khá đơn giản cái đồ họa game này là mình là mình nhớ đến con toad la hai cái đồ họa theo phong cách uh, uh, hoạt hình nhưng mà nó ảnh nó cũng chịu ảnh hưởng nhiều của liên minh ở liên quân hơn đồ họa mang tính chất hoạt hình và nói chung là với mình thì nó nghiên tưởng nhiều đến con con game pc tốt là hai bởi vì nó cũng theo phong cách là kiểu kiểu na ná như vậy đấy, 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 bắn hit and run rồi bắn slow nhá bắn cực kỳ có chịu nó không cho áp sát luôn nhá em thấy không mấy con bắn tầm xa bắn cực kỳ có chịu luôn cứ hit and run tất nhiên là sau này thì có các bạn có một số con cận chiến ấy nó có khả năng áp sát cũng khá, khá là kinh khủng Đấy, cái này thì anh em phải chơi nhiều thì anh em sẽ nắm được là mỗi nhân vật nó có những cái điểm mạnh điểm yếu gì đây chúng ta còn bốn người thôi đây vòng bom nó cũng có tí xíu chúng ta còn bốn người này mình đã giết được 10 mạng rồi nói chung là game này nó cái cái phần tốc độ trận đấu nó diễn ra rất nhanh nhịp độ rất là nhanh nó nhanh hơn nó không mất thời gian như kiểu PUBG hay là một số game sinh tồn khác đâu mà cái nhịp độ nó diễn ra khá là nhanh mình thì không tội không rõ là có thính không nhưng mà mình thấy rất là nhiều hòm rồi bot bùng để các bạn săn đồ à, cái tầm này chắc là tôi mạnh nhất bản đồ rồi anh em ạ khá là mạnh À, còn à, nó sẽ hiện à, địch ở gần thì nó hiện một cái mũi tên màu đỏ để cảnh báo các bạn biết à game này nó hơi điêu là các bạn phải bắn xuyên tường nhé à, mấy con bắn tầm xa thì điều hướng hơi khó bởi vì các bạn phải giữ rồi chọn định hướng mà gặp ông nào nó lắt léo thì nó đánh võng tí là anh em rất là khó bắn nói chung cái phần thao tác điều khiển của game này mình cũng chưa ưng lắm rồi thắng rồi nói chung là ván đầu bao giờ nó cũng rất là easy đó giết được 13 ba mạng à, vậy chúng ta sẽ làm tiếp một cái ván nữa đi ở đây có cái phần trang bị này là có những cái bộ trang phục này các bạn có thể nâng cấp được nhá. mình không rõ là có ảnh hưởng gì không tức là kiểu uh, pay to win hay không nhưng mà mình cảm giác là cũng có đấy bởi vì cái phần trang bị này các bạn có thể nâng cấp được Rồi, các nhân vật này thì các bạn có thể mở khóa nhé mình 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 chưa mở khóa được ban đầu nó chỉ cho chọn ba nhân vật thôi về sau thì các bạn để đó một trong ba nhân vật về sau đây các bạn để tám nhân vật nói chung là hơi ít ờ, số lượng số lượng lớp nhân vật ở trong cái game FOG này mình thấy là ít đây đây là phần shop này các bạn để mua tướng hoặc là mua những cái vật phẩm hỗ trợ đây là các bạn để xem trước kỹ năng của nhân vật nhá này những kiểu tanker cơ này Đấy, chúng ta có chế độ solo mode, chắc chắn là sẽ có party mode rồi nhưng mà mình sẽ chủ yếu là chơi solo thôi. Đây là hòm à được tưởng cái mũ màu xanh luôn. Đấy tôi chỉ cái phần có cái phần armor này, tức là nó có giáp đầu, dắp thân, dắp quần ấy. Các bạn cái này các bạn này cái level up được tôi đang sợ là nó hơi bị pay to win tức là nó sẽ bị tranh lệch chỉ số người chơi ấy. Mặc dù là một con Battle Royale, bình thường các game khác là nó sẽ nhặt phun trang bị từ quần áo cho đến nhẫn đủ đúng không? Mấy game này cái phần armor này nó cho sẵn và các bạn thể uh, nâng cấp được. Nói chung là mình chưa tìm hiểu nhiều. Đấy, không biết là anh em nào chơi game game này không thì có thể confirm cho mình nhá. Mình nghi là kiểu cũng hơi hơi pay to win lắm. Rồi chúng ta vào game đây, chúng ta có thể chọn đây, ban đầu chúng ta có thể chọn một số địa điểm để uh, bắt đầu, không có nhảy dù nhá. Đấy, và chúng ta có một cái vòng này. Và các bạn có khoảng 15 giây để chạy càng xa càng tốt khỏi vòng hoặc là chọn những cái địa điểm mà bạn các bạn bắt đầu đứng gần quá thì có thể anh em sẽ gặp người chơi khác đấy hoặc như mình thì mình hên xui thôi rồi tiếp tục đánh này đấy có được đấy đấy chưa à đây rồi, có cái trượng rồi mình nhặt được cái trượng này trượng này đánh phép mà mình có thể tung các kỹ năng ra luôn đấy, rất là bá nói chung là tôi thì con game này tôi thấy hơi vô lý tôi thích cái kiểu là nhặt vũ khí kỹ năng theo vũ khí hơn nhưng mà cũng có thể đây là một cái sự sáng tạo để cho sự khác biệt của cái game FNG này so với các game khác bởi vì mình thấy hơi điêu ví dụ nhá đang cầm trượng này bắn mấy cái bộ khí năng ấy ừ, nó cứ sai sai ở gì ấy Đấy. chứ còn uh, có thể là một sự tạo một sự khác biệt đây là còn thằng nào ấy ném lựu đạn này này các bạn phải chơi quen đôi khi mình mình đánh vẫn chưa chuẩn lắm điều hướng kiểu điều hướng skin nó sai ấy. đấy chơi kiểu hit and run cực kỳ khó chịu luôn đánh mấy con tầm xa đấy, cầm mấy cái vũ khí tầm xa ấy. rồi cái bộ kỹ năng của, của cái con hunter này nó là dạng đánh kiểu dạng hit and run rồi ấy nó đánh cực kỳ khó chịu luôn đấy, chúng Ta sẽ tiếp tục đi đi đánh quái đâu. đánh quái lên. Đến này chủ yếu chủ kiểu kiếm đồ đâu mà mình nghĩ là các bạn nên để mà có đồ ấy các bạn nên đánh mấy con quái to to như mấy con quái nhỏ này đánh không ăn thua đâu bình thường các con game khác này nó có thể cày cấp được nhưng game này đánh quái nó chả mình nghĩ là không đánh mấy con quái nhỏ này chả tác dụng gì lắm thà anh em đánh mấy con boss to lúc đấy hoặc là những cái con quái to ấy thì các bạn sẽ chắc chắn được những cái đồ xịn hơn còn mấy con quái thường này thường thì chỉ nó rớt mấy cái đồ lầm lầm thôi phẩm đồ lợ, phẩm trắng cũng đã là phẩm xanh dương thôi hoặc các bạn hãy mở hộp đấy ném lựu phát chết gần hết luôn và chủ yếu nó rất máu là chính ủi đèn đấy nhỉ? chưa nhận được được cái đồ gì xịn 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 so cả anh em ạ đây vòng bo nó các bạn thấy là vòng bo nó thu hẹp rất là nhanh luôn game này tốc độ cực kỳ nhanh nha mỗi bàn đầu nó sẽ không kéo dài đâu thế nên là mình nghĩ là game ok game chơi giải trí cũng được Ủa, cái phần điều hướng đây các bạn nhớ mình điều hướng để ném liệu này nó cực kỳ khó luôn cực kỳ khó thao tác với ném chưa rồi nói chung là cái 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 phần điều khiển của em này nó phải làm nó phần còn phải chỉnh sửa rất là nhiều đôi khi mình điều hướng kỹ năng ấy cực kỳ khó nó cứ nó không không không, không chuẩn ấy này các bạn này đánh xuyên tường này điều dã man luôn ngàn luôn nó nó không chuẩn lắm cái phần điều hướng này nó cứ đôi khi là nó cứ lỗi nó kiểu vẫn bị lỗi lắm Nói chung là game này nó phải chỉnh sửa nhiều, nó phải update nhiều. Hiện tại là hơi ít content. Cách chơi thì thật ra thì lạ lúc đầu thôi chứ còn về lâu dài mình nghĩ là game thủ sẽ bị ngấy bởi vì rất là ít lớp nhân vật. Chỉ có 8 thôi, chơi đi chơi lại cũng chán mà. Phải update thêm nhiều rồi sửa cái phần uh, điều khiển chiến đấu nữa. Đấy. Thì mới ổn được. rồi mình, uh... đây có những con quái to này các bạn đánh này thì nó sẽ rớt nhưng mà nó sẽ hơi khỏe một chút nha nếu có đồ các bạn yêu rồi, mình chưa nhặt được cái nhận đấy lại nhặt được cái cánh xanh này đấy quá chủ yếu anh em đánh mấy cái con quái to này này thì tỷ lệ nó rớt đồ nó sẽ nhiều hơn chút đồ đồ, xịn ấy đây, mình thấy có đứa này thịt thịt mấy đứa này kiếm độ đánh đau tôi à đấy anh à, cái bộ skin của hunter cực kỳ có chịu luôn sút ui sắp chết rồi ăn máu ăn máu rồi mày quá chưa chết à quay là đấm đau đấy nhỉ con này láo ai à, được cái nỏ vàng thấy không đánh quái mấy con to được cái nỏ màu vàng luôn lại cầm nỏ đánh thôi cái con hunter này chỉ có cầm vũ khí tầm xa thôi đánh cực kỳ có chịu luôn rất à, cái kiếm thôi không cần kiếm khiên cái này thiên về tanker cơ rồi nghĩ, nghĩ là thôi cầm thử đánh cho anh em xem đấy và đánh boss này đánh boss này sẽ được đồ này à, được cái được cái cánh nó kiểu phi phong ấy anh em hay gọi là phi phong ấy. cam luôn thôi cầm xăng nỏ À, được cái nhận thôi đồ nó cũng hòm hòm rồi chúng ta sẽ còn bốn đứa thôi à, đi mình sẽ chủ yếu đánh mấy con quái to nên nó bỏ đánh mấy con quái nhỏ nên nó không không có tác dụng gì cả nó chỉ được cái cục máu thôi đồ thì lởm rồi à, còn ba người này khá là nhanh tốc độ game nhanh lắm Nói chung được cái là đỡ mất thời gian chơi đỡ mất thời gian và mình chơi trên iOS thì nó khá là mượt Game không có tiếng Việt nha các bạn Mới chỉ có tiếng Anh thôi Và các bạn thấy không, điều hướng bắn rất khó nhá Để mà bắn chuẩn thì các bạn phải canh rất là khéo luôn Nhưng mà không sao, con này bắn cho nó úp gần được Mình dí chiều là nó chết Ui. Này các bạn phải nhanh tay ăn máu rồi ăn búp các thứ này nữa nhá Đấy, thánh hiện ra này Ui, được thải lắm đồ đấy Nhưng mà toàn đồ mình không cần Hệ thống trang bị game này nó cũng khá là ít để các bạn nhặt Thật sự là ít nó không có nhiều đâu à vòng bo nó nhảy lên trên này thôi chủ là phi phong này nhẫn và vũ khí thôi còn mấy cái trang bị kia là chủ là các bạn nâng cấp ở ngoài game này nó cứ sai sai kiểu gì ý. không biết nữa cái cảm giác chơi nó thời ra với tôi thì nó không bành cuồn lắm nó cứ sai sai đây các bạn có thể vào mấy cái bụi này ẩn nhá đấy chứ bụi này là địch nó không thấy đâu nói chung game này nó cảm giác nó... chơi nó chưa tới ý. À, mình cũng không thích cái game này mà lắm. Là anh em nếu mà thích thì có thể tải game ở trên Google Play App Store, đánh chữ F O G, Fork, uh, Fork là cái như kiểu là sương mù ấy, đấy, tên game đấy, uh, Fork Battle Royale F mình hoặc là mình sẽ để một đường link để em thể uh, tải game cho dễ hơn. nhìn chung thì game chơi cũng tạm được. mình với mình thì mình không thích lắm, nó chưa ổn nó chưa ổn lắm rồi thắng rồi rồi thì mình cũng giới thiệu nhanh thôi cho anh em về cái game FOG này một con game battle Royale kết hợp MOBA thì bạn nào mà anh em thấy game nào thì thế nào thì các bạn hãy comment phía dưới cho mình biết nhá nhìn chung thì game cũng chơi cũng ok nhưng mà mình mình thì mình không thích lắm nhưng không biết anh em thấy thế nào The... Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video này của Cộ Vàng bạn nào thấy hay thì hãy like, share, chia sẻ với mình nhé. Ngoài ra đừng quên ấn nút subscribe cho kênh tôi game online nha. Bây giờ thì uh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.